Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming em ơi. Anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ em ơi. Ở video này Khải sẽ soi xét đồ cao thủ Quang Béo cho anh em xem. Quang Béo là một trong những cao thủ top kim tầm đổ ra đây khá là khác nè, top top kim liên tục nha anh em. Vừa rồi thì được top 3 top kim, giết được 71 mạng và khá là ok. Anh em cùng xem xét đồ thôi nha. Đây anh em, hiện tại ban mình đang sang bot bot tiểu nên là sẵn vừa soi vừa sang luôn. Hiện tại này thì như Khải thấy là đang sử dụng nhẫn kim quang này, phi phong này, áo là ba kỹ năng cũng có này, kèm với cái càng khôn trên đầu nữa là giỏ đan này đang có năm kỹ năng vốn có nè. Đợt này năm kỹ năng vốn có nha mọi người. Ta đang sở hữu mình một set Newton. Đó, set Newton. Ok chưa? Rồi set Newton. Đó. Kèm với một cái nón 20-20 sinh lực cao, làm chậm 20 và bao tay 20-40, có mình 40 chón. Và đai lưng kháng lo 27 sinh lực cao. Rồi một đôi giày 30-40. Và hiện tại nhìn sơ qua này đang sở hữu cho mình là 40 chậm từ đôi giày và da chiên là 80. Và cái nón này là có 150 chậm cho nam. Và hiệu ứng chón thì có cho mình 80 chón cho nam, 40 chón từ vũ khí này và 40 chón từ bao tay. Và lượng kháng lo thì một món kháng lo 27. Và lượng bỏ luôn cái nhẫn này, và nếu mà không có nhẫn này thì chắc mang nhẫn kháng lo nha mọi người. Nhưng mà có nhẫn kim quang nên là bỏ kháng lo luôn, lấy kim quang lấy đam luôn. Đó, cái này cũng có một cấp. Nói chung là cái nhẫn này nhiều anh em chắc chắn sẽ hỏi là nhẫn này ở đâu. Nhẫn này sẽ đi thiền giờ đặc biệt sẽ sang ra nha anh em. Đó, bây giờ đi thiền giờ đặc biệt sẽ sang ra nha anh em. Đó, ok chưa? Ta đang sở hữu ngựa 4%. Ăn cái này tuyết băng tinh 5%. Đó. Chiếc bạc này thì tầm đổ là đai thì rõ ràng đánh khá là khác anh em. Với sở hữu năm kỹ năng vốn có như thế này thì đánh giao tranh với bang hội thì quá là chuẩn rồi nè, quá ok luôn rồi. Quá chất luôn. Đó. Rồi, hiện tại bây giờ thì như anh em xem set đồ thì Khải cho anh em biết set đồ luôn. Hiện tại set đồ thì như set Dung Quang này, quên set Newton này. Thì hiện tại ở server này thì như cái ngọc bội này thì Khải đón giá khoảng tầm 2 kim. Và cái áo này khoảng tầm 5-7 kim đi. Thì nói chung cái set này chắc cũng tầm chung chung khoảng 600k nè. Set này chắc còn 600k đó, tại vì cái nhẫn khá là ok, 30 nội công lận. Ngọc bội cũng mát, áo cũng ok, áo cũng dạng mát rồi. Thì set đồ này bèo cũng tầm 8-10 kim. Đó, khoảng 600k. Nhẫn này thì đấu giá trong bang khoảng 1,5 kim nè, 1,5 kim khoảng 100k 3 ngày, 100k 3 ngày là trung bình khoảng tốn một ngày 30.000 nè. Đó. Là hết 700k. Rồi cái vũ khí này khá là tốt nè, cái vũ khí này quá đẹp luôn nè. Kháng họ dùng chón này nọ các kiểu quá đẹp. Cái vũ khí này chắc cũng tầm 500-600k. Có thể là nếu phát sáng luôn là khoảng 10 kim ngay đầu. 10 kim ngay đầu. Nếu mà phát sáng luôn là 10 kim ngay đầu nha nè. 10 kim khoảng 700.000. Tính ra cái set này với vũ khí này là hơn 1,5 triệu rồi. Cái nón này nó khá ok, nón này cho khoảng tầm 5 kim khoảng 300. Bao tay khoảng 3 kim khoảng tầm 200k. Đai lưng khoảng tầm 2 kim khoảng 200k. Đôi giày cũng khá là ok, 940. Thì nói chung thì con ngựa này 1 triệu nữa nè anh em. Đó, con ngựa này khác cả 4 mà. Con ngựa này 2 triệu đó anh em. Con ngựa này 2 triệu đó anh em. Người này 2 triệu á. Tính ra thì set đồ này trên dưới cũng cả vũ khí và set đồ này thì trên dưới hơn 5 triệu nè. Trên dưới hơn 5 triệu ấy, hơn 5 triệu vì đồng đồng. Set đồ thôi nha, hơn 5 triệu đó. Cả ngựa nữa này. Chung là này quá đẹp nè, 80 chón và 105 chậm. Và sở hữu cho mình 5 cái này cũng có. Ok chưa? Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Quang Béo một giỏ đan của bang, một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi rất là video rất nhiều nha.